David Beckham, cựu danh thủ và chủ sở hữu của câu lạc bộ Inter Miami, đã trực tiếp nghiệm thu bức tranh tường khổng lồ được thực hiện để chào đón Lionel Messi. Dự kiến trong tuần này, Messi sẽ chính thức gia nhập Inter Miami. Victoria Beckham, vợ của David Beckham, đã chia sẻ hình ảnh và video clip về quá trình chuẩn bị này trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. David Beckham đã thậm chí được cần cầu đưa lên cao để quan sát bức tranh tường khổng lồ tại Miami. David Beckham và vợ Victoria Beckham đã tổ chức sự kiện chào đón Lionel Messi tại câu lạc bộ Inter Miami. Victoria Beckham chia sẻ rằng sau khi đến Miami, David Beckham đã tới trực tiếp xem bức tranh tường và thậm chí thực hiện một số đường nét trên bức tranh. Bức tranh tường chào đón Messi đã hoàn tất và được mô tả là chân thực và đẹp. Sự kiện này là một phần trong việc chuẩn bị đón Messi gia nhập Inter Miami. Trước khi chính thức chuyển tới Miami để thi đấu cho câu lạc bộ Inter Miami, Lionel Messi đã cùng gia đình tận hưởng một kỳ nghỉ biển. Khi gia nhập Inter Miami, Messi sẽ nhận mức thù lao từ 50 đến 60 triệu đô la Mỹ một năm và cũng sẽ chia lãi với các thương hiệu lớn như Adidas và Apple TV. Messi sẽ tham gia vào giải bóng đá nhà nghề Mỹ Major League Soccer sau khi chuyển đến Inter Miami và thời hạn hợp đồng dự kiến kéo dài 2 năm rưỡi. David Beckham chia sẻ niềm tự hào khi Lionel Messi lựa chọn gia nhập Inter Miami, câu lạc bộ do Beckham làm chủ tịch kiêm người đồng sở hữu. Beckham kể về sự bất ngờ khi nhận được hàng triệu tin nhắn về tin tức này và cho biết ông đã luôn cam kết đưa những cầu thủ xuất sắc nhất đến với Inter Miami. Việc Messi chuyển tới câu lạc bộ là một sự thực hiện của cam kết đó.